Rồi, đây là con tê giác nè anh chị các bạn, con tê giác ha. Con này mới một lóc như vậy nó là 16 12 con, một lóc như là 12 con. Em bơm mẫu cho anh chị các bạn xem thôi. Này to lắm á, này bóng phao á, thuộc về nhựa PVC. Đó, khi mẫu mới về là mình phải khui ra, mình chụp hình bơm lên gì nè. Nên cái thời gian cũng khá lâu á. Những cái mẫu mã này thì mình sẽ bắn lên trên cái trang web là trầnsangtỏ.com ha. Anh chị và các bạn truy cập vào đó để xem mẫu. Đây là con tê giác. To lắm ha. Anh chị và các bạn nhìn cái mẫu mã nè. Này là hai cái sừng ha. Này là hai cái chân. Không biết nó có kèn hay không. Không, tê giác này không có kèn nha anh chị và các bạn, không có kèn. Những cái mẫu kia nó có kèn, còn mẫu này nó không có kèn. Cò bơm nằm như này to lắm á. Mình đo thử chiều dài từ đuôi nè, 2 nè, 4 6 8, nó khoảng cỡ 75 đến 80 cm chiều dài anh chị bạn. Chiều dài ha. Còn chiều ngang lên nè. 2 chiều dài, chiều ngang lên ha. Tính từ cái chân. Tính cái chân ha. 2. Nó tầm khoảng 35 ha, 35 40 vậy. 35 40 thì anh chị các bạn hình dung vậy ha. Rồi, đây là con tê giác. Rồi mấy con này nó cũng là dòng họ khủng long nữa. Mình sẽ bơm từ từ lên rồi mình quay lại cho anh chị các bạn xem ha.